như là công sức. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một chiếc máy siêu âm trị liệu ở trong phân khúc giá khoảng trên 20 triệu đồng mà theo tôi đánh giá là đáng mua nhất hiện nay. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Thì tại sao tôi lại nói thiết bị này là sản phẩm đáng mua nhất ở trong phân khúc tầm giá 20 triệu đồng? Thứ nhất đó là về nhà sản xuất. Chiếc máy này đến từ nhà sản xuất Nutec, và nhà sản xuất Nutec là một thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị về vật lý trị liệu cũng như là phục hồi chức năng. Và các sản phẩm đến từ nhà sản xuất này thì hiện tại đang được bán ở trên hơn 40 quốc gia trên thế giới. Và quý vị và các bạn có thể thấy được cái độ uy tín cũng như là cái chất lượng của cái thương hiệu này. Và cái ưu điểm thứ ba là chiếc máy này có hai chế độ siêu âm, đó là siêu âm sung và siêu âm liên tục. Để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chế độ siêu âm này thì chúng ta hãy cùng đi vào một cái thí nghiệm. Trên màn hình của quý vị và các bạn tôi đang cài đặt đó là siêu âm liên tục là 100%, và sau đây tôi sẽ cài cái mức năng lượng này. Tôi sẽ cài lên 0.7 và tôi sẽ nhỏ một vài giọt nước lên trên này, lên trên đầu siêu âm. Quý vị và các bạn có thể thấy cái tác dụng của nó, và phần này nó đã bốc hơi lên. Và quý vị và các bạn có thể thấy ở cùng mức năng lượng thì chế độ siêu âm liên tục nó tỏa ra một cái nhiệt lượng nhiều hơn khá là nhiều so với chế độ siêu âm sung. Và với hai cái chế độ này thì quý vị và các bạn có thể tùy chỉnh và lựa chọn để sao cho phù hợp trong quá trình điều trị cho bệnh nhân của mình. Và quý vị và các bạn có thể nhìn tổng thể về chiếc máy này, đây là toàn bộ cái phần máy của chúng ta. Chúng ta sẽ có phần thân máy chính và bên cạnh là đầu dò siêu âm cũng như là cái gác để đầu dò siêu âm. Và để sử dụng máy thì chúng ta sẽ sử dụng bật cái công tắc nguồn ở đây. Và khi bật lên thì nó sẽ có tiếng kêu và phía màn hình hiển thị này nó sẽ sáng lên. Và quý vị và các bạn có thể thấy cái chất liệu của chiếc máy này làm từ nhựa PVC. Theo tôi đánh giá thì nó khá là chắc chắn. Và trong cái giao diện sử dụng thì hết sức là đơn giản. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào sử dụng cụ thể với chiếc máy này để quý vị và các bạn có thể thấy những cái thông số của chiếc máy này. Đầu tiên là ở hàng đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy chúng ta có thể điều chỉnh được 10 cái chương trình điều trị khác nhau. Chiếc máy này có cài đặt 10 chương trình điều trị khác nhau, và mỗi chương trình thì chúng ta đều có cái tần số, liều lượng xung và cái thời gian khác nhau. Và hàng thứ hai đó chính là cái tần số quý vị và các bạn có thể cài đặt là 1 và 3 hẹn, 1 và 3 MHz. Phía bên dưới là cái chế độ xung quý vị và các bạn có thể lựa chọn. Và ở chiếc máy này chế độ xung quý vị và các bạn có thể lựa chọn nó rất là linh động, là từ 10% cho đến 100%. Từ 10% cho đến 90% đó là chế độ siêu âm xung, còn 100% đó là chế độ siêu âm liên tục. Và cái phần thời gian này thì quý vị và các bạn cũng có thể cài đặt. Ở đây thì sẽ tính theo phút. Và phía bên cạnh này đó là quý vị và các bạn có thể điều chỉnh được cái năng lượng. Và sau đây thì tôi sẽ sử dụng chiếc máy siêu trị liệu này lên phần tay của mình. Đầu tiên thì tôi sẽ bôi một lớp gel lên trên vùng cần điều trị này. Và sau đấy thì chúng ta sẽ kiểm tra lại các cái thông số mà chúng ta đã cài đặt. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng chế độ siêu âm xung ở 30%. Và cái mức năng lượng ở đây thì tôi sẽ cài đặt là khoảng 0.6. Và chúng ta sẽ ghi trên cái phần vùng cần điều trị này cùng với cả cái lớp gel. Và quý vị và các bạn có thể thấy khi mà đang hoạt động thì cái đèn ở đây ở cái đầu siêu âm này nó hiển thị là màu xanh, và cái phần sóng này nó đang hiển thị ở đây. Và chiếc máy này thì có một cái đặc điểm rất là hay nữa là khi quý vị và các bạn ấn xuống, đó là chúng ta sẽ tạm dừng cái liệu trình điều trị của mình, thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy cái màn hình hiển thị ở cái nút này và cái phần sóng này không phát ra nữa, kể cả là quý vị và các bạn có để cái phần đầu siêu âm lên trên vùng điều trị. Và khi mà tôi sử dụng cái vùng này thì ở trên màn hình hiển thị nó sẽ có các cái phần sóng lên như thế này, và các cái phần sóng này hiển thị là máy đang hoạt động đó. Và khi mà quý vị và các bạn dừng bỏ ra thì máy sẽ có thông báo và sẽ dừng lại đó, và cái phần vạch sóng này nó sẽ không hiển thị nữa đấy. Vì thế mà quý vị và các bạn, và tương tự là cái phần thời gian này nó cũng sẽ dừng lại, thì quý vị và các bạn có thể kiểm soát rõ hơn cái liệu trình, cái quá trình điều trị của mình cho anh bệnh nhân nó được dễ dàng hơn. Và đây cũng là một cái cơ chế tự bảo vệ để tăng độ bền của máy hơn. Và sau khoảng 2 đến 3 phút sử dụng thì cái cảm nhận của tôi lúc ban đầu thì là nó sẽ hơi ấm nhẹ, và lúc đầu khoảng 1-2 phút đầu thì sẽ cảm giác hơi đau, hơi trơn trích một chút, và sau đấy thì sẽ cảm nhận của tôi là nó sẽ thoải mái hơn khá là nhiều ở cái vùng điều trị này.
vùng mà tôi đang bôi gel này. Và quý vị và các bạn có thể quan sát luôn cái đầu dò siêu âm này có diện tích là 5cm². Đây là đầu dò siêu âm tiêu chuẩn. Và với cái diện tích đầu dò như thế này thì quý vị và các bạn có thể tính cái liều lượng sử dụng trên bệnh nhân được dễ dàng hơn rất là nhiều.